Cô xin chào tất cả các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra một tiết sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học của ngày hôm nay. Về phần nội dung ôn tập sẽ có hai nội dung chính, đó là lý thuyết và bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 là mã lý thuyết. Câu hỏi số 1: nêu đơn vị và dụng cụ đo độ dài, đo thể tích chất lỏng, đo khối lượng và đo lực. Độ dài, dụng cụ đo sẽ là thước, đơn vị đo là mét. Dụng cụ đo thể tích chất lỏng thì có bình chia độ, ca đông hoặc chai lọ có ghi sẵn dung tích. Đơn vị đo sẽ là mét khối hoặc là lít. Khối lượng, dụng cụ đo sẽ là cân, đơn vị là kg. Về dụng cụ đo lực, phần này chúng ta chưa học tới nên cô xin phép bỏ qua. Về đơn vị đo của lực sẽ là Newton. Câu số 2: giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là gì? Giới hạn đo là độ dài lớn nhất được ghi trên dụng cụ đo. Độ chia nhỏ nhất là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp nhau được ghi trên dụng cụ. Chúng ta đi vào phần tiếp theo. Câu số 3: hãy nêu dụng cụ để đo thể tích vật rắn không thấm nước. Thì dụng cụ để đo thể tích vật rắn không thấm nước gồm có hai dụng cụ, đó là bình chia độ và bình tràn. Mình đi tìm hiểu cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong nước. Đầu tiên sẽ đổ nước vào bình chia độ xác định thể tích nước lúc ban đầu, cô gọi là V1. Sau đó thả chìm vật vào bình chia độ xác định thể tích nước lúc sau, cô gọi là V2. Vậy thì thể tích của vật sẽ bằng thể tích nước lúc sâu đem trừ cho thể tích nước lúc ban đầu. Quy là V sẽ bằng V2 trừ cho V1. Cách sử dụng bình tràn để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong nước. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ đổ nước ngang với vòi bình tràn, sau đó thả vật vào bình tràn cho nước tràn ra bình chứa. Thể tích nước chứa trong bình chứa chính là thể tích của vật. Từ đây ta lấy nước từ trong bình chứa đổ vào bình chia độ, chúng ta sẽ xác định được thể tích của vật. Câu hỏi số 4: khối lượng của một vật cho ta biết điều gì? Khối lượng của một vật cho ta biết lượng chất tạo nên vật hoặc là lượng chất chứa trong vật. Cô ví dụ, khi mua bột giặt đem về thì trên túi bột giặt có ghi khối lượng tịnh là 300g. Vậy con số này cho ta biết điều gì? Con số ghi trên túi bột giặt sẽ cho mình biết khối lượng bột giặt chứa trong túi là 300g, không tính phần bỏ túi. Câu số 5: lực là tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương, ngược chiều và cùng tác dụng vào một vật. Cô ví dụ, có hai đội đang kéo co nhưng sợi dây vẫn đứng yên. Lúc này ta thấy có hai lực kéo cùng tác dụng vào một sợi dây, cùng phương, ngược chiều và độ mạnh của hai lực này là như nhau nên sợi dây vẫn đứng yên. Từ đây ta có thể đưa ra nhận xét, khi một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đó sẽ đứng yên. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì? Thì khi có lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật bị biến đổi, chuyển động, biến dạng hoặc cả hai. Ví dụ đầu tiên, gió làm cành cây bàng trên cao vừa bị gãy. Lúc này gió đã tác dụng một lực lên cành cây, làm cành cây bị gãy. Điều này cho ta thấy là hình dạng của cành cây đã thay đổi. Ví dụ số 2 về biến đổi chuyển động. Trời giông, một chiếc lá bàng bay lên cao. Thì trời giông đã tác dụng một lực lên chiếc lá, làm chiếc lá bị thay đổi vận tốc. Trường hợp đặc biệt, vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động. Một em bé làm rơi rổ trứng gà xuống đất và trứng vỡ ra. Lực mà em bé tác dụng lên rổ trứng gà làm cho trứng gà rơi, có nghĩa là vận tốc của trứng gà đã thay đổi.
Và khi trứng gà chạm đất thì trứng gà vỡ ra. Ở đây chứng tỏ là hình dáng của trứng gà cũng đã thay đổi. Câu số 7. Trọng lực. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. Trọng lực sẽ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới hướng về phía trái đất. Dưới đây là một số lưu ý về cách đổi đơn vị. Các em về nhà xem kỹ lại cho cô phần này. Cô muốn nhắc thêm, trọng lượng của quả cân 100g sẽ được tính là 1 Newton. Trọng lượng của quả cân 1kg sẽ được tính là 10 Newton. Chúng ta sang phần 2 la mã bài tập. Câu hỏi số 1. Quan sát hai bình chia độ ở hình bên và cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất ở mỗi bình. Người ta đổ vào cùng một lượng chất lỏng. Các em hãy ghi lại kết quả thể tích ở mỗi bình và cho biết bình nào sẽ chính xác hơn. Ta tìm hiểu bình số 1. Giới hạn đo là số lớn nhất trên dụng cụ đo. Vậy thì ở bình số 1, giới hạn đo sẽ là 60 cm3. Độ chia nhỏ nhất là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp nhau. Vậy thì độ dài giữa hai vạch chia ở bình số 1 sẽ là 2 cm3. Thể tích nước bên trong bình. Khi đọc thể tích nước, các em chú ý về độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất ở bình 1 là 2 cm3, tương ứng với mỗi vạch chia sẽ là 2 cm3. Mực chất lỏng đang nằm trong khoảng từ 30 cho đến 40 và đang nằm ở vạch số 4. Cứ mỗi vạch như vậy ta sẽ cộng thêm 2 cm3. Vậy thì ở vạch số 4 ta sẽ được kết quả là 38 cm3. Bình số 2, giới hạn đo cũng là 60 cm3. Độ chia nhỏ nhất là 10 cm3. Thể tích chất lỏng bên trong. Mực nước đang nằm trong khoảng từ 30 cho đến 40, nhưng nằm gần vạch 40 hơn. Ta sẽ đọc kết quả là 40. Với cùng một lượng chất lỏng nhưng khi đổ vào hai bình chia độ có độ chia nhỏ nhất khác nhau thì ta sẽ được hai kết quả khác nhau. Từ đây ta có thể khẳng định bình số 1 sẽ là bình chính xác hơn. Chúng ta tìm hiểu sang nội dung của câu hỏi số 2. Bình chia độ đang chứa 60 cm3 nước. Thả hòn đá vào thì mực nước trong bình là 75 cm3. Thả tiếp viên bi vào thì mực nước là 98 cm3. Hỏi thể tích của hòn bi và hòn đá là bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ đi tóm tắt đề bài trước. Khi đổ nước vào bình chia độ, cô gọi đây là thể tích nước lúc ban đầu, đặt là V1. Thả hòn đá vào thì mực nước dâng lên là 75, cô gọi đây là V2. Thả tiếp hòn bi vào, mực nước là 98, cô đặt đây là V3. Thì ở phần lý thuyết mình đã được học khi sử dụng bình chia độ, để tìm thể tích của vật, mình sẽ lấy thể tích nước lúc sau trừ cho thể tích nước lúc ban đầu. Bây giờ mình sẽ đi tìm thể tích của hòn đá trước. Vậy thì trước khi thả hòn đá vào, mực nước là 60, đây là thể tích nước lúc ban đầu. Thì thả hòn đá vào, mực nước dâng lên là 75, đây là thể tích nước lúc sau. Vậy thì thể tích của hòn đá sẽ bằng V2 trừ cho V1. Mình sẽ được kết quả là 15 cm3. Tiếp tục mình đi tìm thể tích của hòn bi. Trước khi thả hòn bi vào, mực nước là 75 cm3. Sau khi thả hòn bi vào, mực nước là 98 cm3. Vậy ta sẽ có thể tích của hòn bi bằng V3 trừ cho V2. Ta được kết quả là 23 cm3. Chúng ta bắt đầu sang câu hỏi tiếp theo. Câu số 3. Các em hãy cho biết lực tác dụng vào vật trong những trường hợp dưới đây. Trường hợp đầu tiên, quyển sách nằm yên trên bàn thì tất cả mọi vật đều chịu chung một lực, đó là lực hút của trái đất. Lực thứ hai, quyển sách nằm trên bàn thì quyển sách sẽ chịu một lực từ bàn phát ra, thì đó là lực nâng của bàn. Vậy quyển sách nằm trên bàn sẽ chịu tác dụng của hai lực, đó là trọng lực và lực nâng của bàn. Hai lực này cân bằng nhau nên quyển sách nằm yên.
Cô sang trường hợp tiếp theo, treo vật nặng vào một sợi dây. Vậy thì lúc này vật nặng sẽ chịu tác dụng của trọng lực là đầu tiên. Và khi treo vật nặng vào sợi dây thì vật nặng cũng sẽ chịu tác dụng của lực kéo của sợi dây. Hai lực này cũng là hai lực cân bằng nên vật nặng đứng yên. Câu hỏi số 4. Một vật có khối lượng là 3 kg thì chịu một lực hút là bao nhiêu? Và câu B. Một vật có trọng lượng là 2 newton thì có khối lượng là bao nhiêu? Cô nhắc lại kiến thức cũ cho mình. Một vật có khối lượng là 100 g thì chịu một lực hút là 1 newton. Và một vật có khối lượng là 1 kg sẽ chịu một lực hút là 10 newton. Từ đây ta có thể đưa ra câu trả lời. Vật có khối lượng là 3 kg sẽ chịu một lực hút là 30 newton. Vật có trọng lượng là 2 newton sẽ có khối lượng là 200 g. Về nhà các em học bài và xem lại tất cả các dạng bài tập để chuẩn bị cho kiểm tra mục tiết sắp tới được tốt hơn. Chúc các em học tốt và đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra mục tiết sắp tới.